Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Kính thưa quý vị, chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Và quý vị ơi, chúng ta có khung giờ quen thuộc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay xin được bật mí với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có hai đội chơi cực kỳ độc đáo, cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đón chào sự xuất hiện của những vị khách mời trước đã. Một tràng pháo tay để đón chào sự xuất hiện của đội chơi khách mời. Yeah. 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 Hello. Yeah. Yeah. Chào anh Quốc Bảo. Xin chào Thiên Nga. Kính thưa quý vị và các bạn, xin được giới thiệu thành viên trong đội chơi đại diện cho đội khách mời ngày hôm nay, đó chính là Thiên Nga. Dạ. Vì đây là một cô gái rất là xinh đẹp nè, và rất là giỏi nè, rất là duyên dáng với từng vai diễn của mình. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị, đây là người chơi đại diện cho đội khách mời. Xin chào mọi người, hôm nay Nga rất là vui khi đến với Thứ Năm Vui Nhộn và được gặp anh Quốc Bảo. Ngoài ra thì Nga còn đem một đội ngũ rất là hùng hậu của Nga tới. Hình như là Bảo biết được là dạo gần đây, ngoài công việc là diễn viên, hình như Nga cũng đi dạy thêm. Mình cũng trở thành một cô giáo của rất là nhiều bạn nhỏ, phải không ạ? Dạ, em ngoài diễn viên ra thì em còn đi dạy kiếm thêm nữa anh. Xin mời Thiên Nga giới thiệu về những em học trò của mình. Các em ơi, một hàng dọc trước thẳng nè. Xin mời tụi con. Yeah, hay quá, ba bé rất là dễ thương, chắc chắn sẽ rất là thông minh. Và tất cả ba vị trí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hey. Cái bài đứng 1, 2, yeah. Màn khởi động đã kết thúc. Tiếp theo là màn chào sân, chào quý vị khán giả. Ghê vậy. Xin kính chào quý vị khán giả. Con học sinh nhỏ tuổi nhất lớp Xuân Tiến. Xin chào quý vị khán giả. Con Hồng Long, học sinh lớn tuổi nhất lớp. Dạ, con chào quý vị khán giả. Con tên là Kitty, tên thật là Minh Hải. Con là học sinh đứng thứ nhì của lớp. Ngày hôm nay lỡ có cơ hội rồi, và Bảo xin phép được vạch mặt nhẹ. Dạ, vạch mặt. Một bạn học sinh nằm trong lớp của cô Thiên Nga. Xin được giới thiệu, đây không phải là bạn học của đây, mà đây là bạn học của đây. Dạ, xin được giới thiệu là tụi em bằng tuổi. Dạ. Ủa? Cái gì vậy chú? Tự nhiên giờ đi học lại lớp 3 vậy? Không quá, tại vì á, mình trẻ không? Mình trẻ nên mình vô lớp mấy bạn không biết. Trời ơi. Bởi vậy, chứ mà bây giờ bạn mà chú Bảo ơi, chú Bảo à. Lớp học này là lớp học không phân biệt tuổi tác. Bây giờ thôi cho cô lấy lại một bạn đi. Còn hai bạn bên đó đi ha. Bây giờ mình cũng có sự cân bằng mà đúng không? Bên đây có mình cô thì cũng lẻ loi quá. Thôi cho bạn này về với cô đi. Với đội hình rất là dễ thương trong ngày hôm nay, còn chần chờ gì nữa, xin mời hai đội về vị trí. Hai đội chơi ơi, một lần nữa các bạn xin được nhắc lại, đến với Thứ Năm Vui Nhộn, chúng ta sẽ trải qua tất cả là 3 vòng thi. Vòng thứ nhất là thử tài âm nhạc, vòng thứ hai là những trò chơi vận động với tên gọi Ai Nhanh Hơn. Vòng cuối cùng quyết định đó chính là vòng thi Nhanh Trí. Sau 3 vòng này, đội nào có tổng số điểm cao hơn đó là đội chiến thắng, nhận về giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Wow. Và đội về nhì sẽ nhận về giá trị giải thưởng là 6 triệu đồng. Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với vòng đầu tiên với tên gọi thử tài âm nhạc. Xin lời chào mừng hai đội chơi đã cùng đến với vòng thi đầu tiên với tên gọi thử tài âm nhạc. Ở vòng thi này, luật chơi rất đơn giản, sẽ lần lượt là có 6 giai điệu sẽ được vang lên. Sau mỗi giai điệu, Quốc Bảo sẽ đưa ra câu hỏi tương ứng với giai điệu đó, và mỗi câu hỏi sẽ khác nhau, không câu nào giống câu nào hết. Và các bạn muốn trả lời thì các bạn phải giành quyền bấm chuông. Trả lời chính xác nhận được 10 điểm cộng, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Và nếu chúng ta bấm chuông rồi nhưng không đưa ra được đáp án chính xác thì đội còn lại có quyền trả lời hoặc là không trả lời. Nếu các bạn đó trả lời thì đúng 5 điểm, sai trừ 5 điểm, không trả lời thì thôi bỏ qua luôn. Riêng về phần âm nhạc là tiếng hơi bị rành. Ghê dạ. Ghê không, ghê không? Sợ chưa? Tiếng là tiếng khoái, cái thể loại âm nhạc nào? Thiếu nhi. Nhờ nghe nhạc thiếu nhi liên tục nên Xuân Tiến mới có vóc dáng y chang như vậy hoài. Trước khi đến với 6 giai điệu sẽ được vang lên thì Quốc Bảo sẽ có một món quà để gửi tặng cho hai đội chơi. Xin tặng mỗi đội 30 điểm. Ngay bây giờ, giai điệu đầu tiên, xin mời.
và nhạc như đó thôi, nghe đủ rồi nha. Bây giờ câu hỏi nè, có bao nhiêu từ cắt được xuất hiện trong đoạn nhạc trên? Hết. Đúng rồi con, trả lời đi Tiến. À, 4 từ cắt. Có chắc là 4 từ cắt không? Tại giờ nãy Tiến mê nhảy quá. Lo nhảy quá, lo nghe nhạc không là điểm. Chắc là cô giáo thì nghe sẽ biết. Nãy giờ cô giáo đứng để ý rất là kỹ cái lời bài hát này. Và 4 từ cắt là đáp án cuối cùng. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. À. Mời điểm đầu tiên. Mới câu thứ nhất thôi, chưa nói là được điều gì đúng không tụi con? Để tay vào chuông nào. Hãy hát hai câu tiếp theo của đoạn nhạc vừa được chưa bấm, chưa hết luôn. Chưa đọc hết luôn. Quên đúng không? Bị quên đúng không? Và quyền trả lời thuộc về đội nhà. Hãy hát hai câu tiếp theo của đoạn nhạc. Này chịu cho con. Ủa chú có cần bỏ qua không? Con không bấm chuông. Nếu mà con không trả lời được thì con bỏ qua. Bỏ qua đi. Bỏ qua. Rồi, bỏ qua. Tụi con không trả lời câu hỏi này thì không được cộng điểm và không trừ điểm. Và quay trở lại, Thiên Nga và Xuân Tiến có muốn trả lời câu này không ạ? Nếu sai bị trừ 5 điểm. Ủa vậy mình không trả lời thì đâu trừ điểm. Bỏ qua luôn. Thôi bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Rồi ok, coi như là câu này bỏ qua. Đáp án của chúng ta hai câu hát tiếp theo đó chính là: nay chiều cháu con trùng tình nước non, là hoa một gốc là con một nhà. Không sao, chúng ta đến với giai điệu thứ 3. Ca khúc vừa rồi đó chính là ca khúc Chú Chuột Nhắt, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên. Câu hỏi như sau: trong ca khúc vừa rồi, chú chuột nhắt có tật xấu gì? Hết. Hay quá, đội khách bấm trước rồi. Ăn vụng. Ăn vụng. Ăn vụng là đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Chúng ta đến với giai điệu tiếp theo. Này anh giọt mưa ơi. Câu hỏi như sau: đoạn nhạc vừa nghe là cuộc trò chuyện của ai với ai? Hết. Xin mời đội nhà. Dạ là em bé và giọt mưa. Em bé và giọt mưa. Kitty có đồng ý với anh Chip không? Đồng ý luôn. Và điều đó mang về cho tụi con 10 điểm. Chúc mừng. Wow. Chúng ta đến với giai điệu thứ 5. Xin mời. Câu hỏi sẽ là: có bao nhiêu từ hè được lặp lại trong đoạn nhạc trên? Hết. 6 là đáp án cuối cùng. Và đó là đáp án chưa chính xác. Tụi con ơi, có con số nào khác không? Chưa chắc chắn thôi. Không chắc chắn thì thôi, mình trả lời không chắc chắn là mình trừ điểm đó. Có trả lời không nào? Vậy là chúng ta bỏ qua. Và đáp án chính xác của chúng ta trong đoạn vừa rồi có tất cả là 24 lần từ hè xuất hiện, vừa tính là giọng chính và giọng bè luôn. Giọng bè. Nếu mà giọng chính không là khoảng 12 lần á. Và chúng ta đến với giai điệu cuối cùng của vòng 1. Xin mời. Câu hỏi như sau, xin mời các em học sinh vào vị trí. Các câu vừa rồi có tên gì? Hết.
Tên gì? Tên gì? Di Di Chành Chành. Chắc chưa? Di Chành Chành. Cô giáo ơi, cô giáo có thể cung cấp đáp án của câu này được không ạ? Câu này là Di Di Chành Chành. Đáp án chính xác. Chúc mừng tụi con. Và chúng ta đang có tỷ số sau vòng 1 đó chính là 45 và 50 nghiêng về đội nhà. Chúc mừng tụi con. Wow, giỏi quá. Giỏi mà. Nhưng đây mới chỉ là vòng đầu tiên thôi, chưa nói trước được điều gì cả. Ngay bây giờ, có bạn nghĩ sẽ là một trò chơi rất là phù hợp với cái thể hình của diễn viên Xuân Tiến. Oh yeah. Đó chính là vòng thi vận động với tên gọi Ai Nhanh Hơn. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng thi thứ hai với tên gọi Ai Nhanh Hơn. Bây giờ rồi nghe. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai. Và vòng thứ hai này sẽ là một trò chơi vận động. Chơi rất là đơn giản, trong vòng 3 phút chúng ta sẽ có cuộc đua song song ở hai làn đường khác nhau. Đội khách sẽ xuất phát từ bên đây với chú hươu màu xanh dương, và đội nhà của chúng ta xuất phát bên kia với chú hươu màu đỏ. Lần lượt từng thành viên của chúng ta phải di chuyển thật là nhanh, leo lên chú hươu này, di chuyển kéo qua bên đây. Đó, đi qua bên đây. Mình sẽ nhặt một quả bóng và quả bóng đó sẽ là màu đặc trưng mà hai đội sẽ lựa chọn. Đó, sau đó chúng ta di chuyển về, về thật nhanh, nhúng về, thả quả bóng vào đây. Một lượt chơi chỉ được lấy một quả bóng mà thôi. Ngay bây giờ, xin mời hai đội chơi thực hiện thao tác đầu tiên, đó chính là lựa chọn màu bóng. Màu xanh lá cây, em cũng như vậy. À, tại vì... Và đội khách của chúng ta đã lựa chọn bóng màu xanh lá cây. Còn đội nhà thì con lựa màu gì? Con xanh nước biển đi. Rồi, xin mời bốn thành viên bước ra vị trí xuất phát. Chúng ta sẽ cùng đến với chặng đua đầu tiên với sự xuất hiện của hai tay đua, đó chính là Xuân Tiến và Kitty. 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ trong tay, trời ơi. Đúng rồi, đi chuyển đi. Wow. Lấy đúng quả banh màu của đội mình nha. Trời ơi, chú Tiến phóng nhanh quá. Nhanh lên con. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, cô Tiến Nga phóng rồi. Dễ thương ghê không? Quá dễ thương luôn. Nhanh lên cô Tiến Nga ơi. Không nhanh được. Nhanh lên chim. Cố lên chim ơi. Chim. Trời ơi, sao bật ngửa rồi. Chim ơi là chim. Mẹ lên. Nhanh lên. Trời ơi, người ta về rồi chứ kìa. Cái gì mà nhúng mà con hươu nó nhảy không nổi vậy? Nhanh lên cái ông chiếc này. Mọi chân quá. Trời ơi, nhanh lên. Rồi, về đổi người, đổi người. Trời ơi, trời có hươu. Trời ơi, chú Tiến phóng kìa. Kính thưa quý vị, con hươu này hình như là sinh ra dành cho chú Xuân Tiến. Rất là hợp style và phong cách. Thấy cưng dễ sợ không? Đổi lên con, cái gì? Ây da, trời ơi trời. Bình tĩnh nè. Cố lên. Tiếp tục. Nhảy lên chim, nhảy xa vào. Nhảy xa vào. Mỗi lần chú hươu màu xanh dương gặp cô giáo Thiên Nga, có vẻ như chú ấy di chuyển thật chậm rãi. Nhanh lên là chim, người ta đến nơi rồi kìa. Rồi. Trời ơi, nhanh lên. Tân Tiến nè. Cưỡi hươu là nghề của Tân Tiến. Kitty, cố lên. Nhớ nha, lấy đúng màu nha, đừng có lấy nhầm màu nha. Gần hết thời gian rồi. Chip ơi, đi thôi. Yeah. Bình tĩnh coi chừng chúi đầu. Cố lên. Hai đối thủ đã gặp nhau. Đi nào. Ây da, trời ơi trời. Cái gì vậy? Chip ơi, tiếp tục chip ơi. Lúc ngã mà chậm chưa. Ngã đi chậm lắm chip ơi, nhanh lên. Cái gì té hoài vậy? Chip ơi, cố lên. Trời ơi, nhanh lắm. Cái ông chậm chạp này. Giả con hươu đây. Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah. Rồi, đi. Cố lên, cố lên, cô giáo ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái gì vậy? Cái gì mà cản trở nhau vậy? Gặp tai nạn rồi. Cố lên. Nhanh lên, chip. Nhanh lên. Đúng rồi. Hết giờ rồi. Với cái lượt chơi vừa rồi, chúng ta đã thấy được mỗi người sẽ có một cái phong cách cưỡi hươu khác nhau. Hình như là hơi tốn thể lực phải không? Tụi con ho quá trời vậy. Để coi cô giáo có mệt với trò chơi này không. Cô giáo ơi, cô giáo thấy trò này sao? Trò này thiệt ra chân dài nó khổ lắm anh ơi. Chân dài khổ đúng không? Nó đau chân lắm. Đau mệt đúng không? Để coi coi hai đội mang về bao nhiêu quả bóng nha. Sau 3 phút, sau lá cây nè. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 quả bóng. Chúc mừng. Còn đây là đội xanh dương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 luôn. Chúc mừng hai đội. Và ở vòng thi thứ hai này với kết quả hòa thì Quốc Bảo sẽ gửi cho hai đội mỗi đội 20 điểm. Và ngay bây giờ đến với vòng thi mà chúng ta chờ đợi nhất, vòng thi quyết định để tìm ra đội nào sẽ là đội chiến thắng trong thứ năm vui nhộn tuần này. Hãy cùng đến với vòng 3 với tên gọi là Nhanh Trí. Chào mừng hai đội chơi của chúng ta đang đến với vòng thi thứ 3 với tên gọi là Nhanh Trí. Và ở vòng này, đội nào cố gắng ghi được nhiều điểm hơn thì đó là đội chiến thắng nha. Tại vì xê xích điểm của chúng ta hiện tại là mới có 5 điểm mà thôi. Và đội đang nhận trước đó chính là đội nhà. Và với lượt chơi lần này chúng ta có tất cả là hai gói câu hỏi, gói A và gói B. Vậy thì bây giờ với số điểm đang thấp hơn là 65 điểm, xin mời đội khách sẽ có quyền lựa chọn gói câu hỏi A. Gói A và gói B sẽ là gói câu hỏi của đội nhà. Chúng ta sẽ có lần lượt là 5 câu hỏi sẽ được đọc ra từ Quốc Bảo. Và các bạn chỉ việc là nghe thật kỹ câu hỏi, 15 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án chính xác. Đúng một câu cộng 10 điểm, sai thì trừ 5 điểm. Và ở lượt trả lời của mình thì nếu như mà mình trả lời không được thì đội còn lại có quyền trả lời hoặc không trả lời. Giống như là vòng 1 tương tự và số điểm cũng như vậy mà thôi. Và ở lượt chơi này thì không biết đội nào sẽ cùng đến với cái phần trả lời gói câu hỏi của mình trước. Hai đội thương lượng với nhau nào. Anh thua gì? Anh thua gì? 1, 2, 3. Rồi, thắng, thắng có quyền quyết định. Đúng rồi. Thắng quyết định bên kia chơi trước. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của đội khách với gói câu hỏi A. Câu thứ nhất, bắp gì không có hạt? Rất là nhiều nha. Bắp gì bắp không có hạt? Không có hạt. Bắp gì không có hạt? Bắp sú. Bắp sú là bắp gì? Là bắp cải á. Bắp sú á. Tùy nhiên nó có hạt đâu. Bắp cải hả? Bắp cải, bắp sú. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Câu đầu tiên rất là thuận lợi với đội khách. Câu thứ hai nha. Thứ gì không có miệng nhưng vẫn nói, không có tai nhưng vẫn nghe? Đáp án cái điện thoại. Cái điện thoại. Wow, hình như là có câu hỏi này rất là dễ đối với đội khách. Chúc mừng. Giỏi chưa, giỏi chưa. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Câu thứ ba. Một người đàn ông nhảy xuống biển và ở đó hơn 1 giờ mới nổi lên. Tại sao ông ấy vẫn sống sót, khỏe mạnh? Lặn xuống biển nha. Nhảy xuống biển phải không? 1 tiếng sau. Nhảy xuống biển và lặn xuống dưới biển luôn. Lặn xuống dưới biển luôn. Và tại sao 1 giờ sau ông mới nổi lên nhưng ông ấy vẫn sống? Ông biết bơi. Không. Đáp án cuối cùng. Có bình oxy. Có bình oxy. Hay là còn gọi là bình dưỡng khí. Chính xác. Wow. Chúc mừng. Chúng ta đến với câu thứ tư. Cá voi có bao nhiêu cái ngà? Cá voi có bao nhiêu cái ngà? Không có ngà. Không biết câu trả lời. Không có ngà. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Chỉ có con voi có ngà thôi chứ cá voi thì không có ngà. Đúng rồi, cá voi đâu có ngà đâu. Giỏi không? Giỏi. Wow, gói câu hỏi này có vẻ là rất là trôi chảy và dễ dàng với đội khách. Câu thứ năm sẽ có nội dung như sau. Nguyên liệu chính để làm kẹo bông gòn hay được gọi là kẹo bông hay là kẹo gòn là gì? Là đường. Nguyên liệu chính để làm ra kẹo bông gòn hả? Đúng rồi, nguyên liệu chính là đường. Là đường. Là đường. Đúng rồi. Đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Wow. Tất cả 5 câu hỏi của cái gói câu hỏi B này đã mang lại tất cả là 115 điểm cho đội khách. Chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta đến với lượt trả lời của đội nhà. Câu đầu tiên. Anh Bảo thả bèo xuống một cái ao. Cứ sau một ngày, số lượng bèo cái lại tăng gấp đôi. Đến ngày thứ 33, bèo đầy ao. Vậy hết ngày thứ bao nhiêu thì bèo đầy nửa ao? À, không có ngày 33. Đến ngày thứ 33 thì bèo đầy ao. Vậy đến ngày thứ bao nhiêu thì bèo đầy nửa ao? Có thằng, biết rằng mỗi ngày sẽ tăng lên gấp đôi. 3. Ngày thứ 2. 1. Ngày thứ mấy? Hết giờ. Ngày thứ 11. Ngày thứ 11 là đáp án không chính xác. Vậy thì đội khách có đáp án cho câu trả lời này không ạ? Không biết luôn, tí không biết câu này luôn. Có không biết luôn. Cô Thiên Nga biết không? Nhưng mà trả lời sai thì có bị trừ. Trả lời sai bị trừ 5 điểm. Thôi không trả lời đâu. Không trả lời luôn đúng không? Vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích cái câu này nha.
Cứ một ngày chúng ta thả xuống, ngày hôm sau là bèo gấp đôi. 33 x 33 hả? Và ngày 33 là bèo đầy ao đúng không? Vậy thì lùi lại một ngày thì số lượng bèo sẽ là một nửa. 2. Đúng không? Vậy thì ngày thứ 32 là số lượng bèo sẽ là 1/2 chiếc ao đó. Chúng ta đến với câu thứ hai nha. Chú chó nào là biểu tượng của sự trung thành ở Nhật Bản? Đây là một nhân vật rất nổi tiếng. Chó. Có rất là nhiều bộ phim đã làm về chú chó này. Tên chú chó là? Chú chó Hachiko. Đáp án cuối cùng của con đó chính là chú chó Hachiko. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng 10 điểm cộng. Chú chó Hachiko là một chú chó rất là nổi tiếng tại Nhật Bản. Và đó là một câu chuyện có thật luôn. Con nghe câu chuyện này rồi. Câu chuyện nó như thế nào nè, con có thể kể lại không? Tức là có một người đàn ông nuôi một con chó về, là sau đó là dạy cho nó rất là nhiều điều. Sau đó là một ngày là ông đi công tác xa, lúc mà ông dẫn theo con chó theo luôn. Tới ga tàu, ông kêu con chó đứng lại chỗ đó. Sau đó là ông đi đâu đó con không biết nữa con. Đúng rồi. Biết nữa. Sau đó là con chó nó cứ ngồi chờ mãi. Mà vẫn chưa thấy ông chủ mình về. Nó cứ ngồi chờ cho tới khi nó chết luôn. Xin được cảm ơn Chip rất là nhiều. Và đó là một chú chó rất là trung thành và rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Đó là chú chó Hachiko. Và bây giờ chúng ta đến với câu thứ ba. Vì sao con rắn lại thè lưỡi ra để làm gì? Để cảm nhận môi trường xung quanh. Để cảm nhận môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng tụi con. Rất nhanh. Và chúng ta đến với câu thứ tư. Chú chó kéo xe trượt tuyết trong tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã có tên gì? Rồi xong luôn. Tụi con biết câu chuyện này chưa? Dạ chưa. Vậy thì hơi khó để trả lời câu này. Và xin mời đội còn lại chúng ta có đáp án cho câu này không ạ? Không luôn. Nhìn nhau cười rồi. Vậy là rất là tiếc, trừ đi 5 điểm của đội nhà. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Một tá móc khóa có bao nhiêu chìa khóa? Một tá móc khóa. Câu này nghe quen. Quen quen đúng không? Không nhớ câu trả lời. Trời ơi, không nhớ câu trả lời mới tức chứ. Một tá là bao nhiêu? Một tá. Tá là bao nhiêu? Tá là bao nhiêu? Nhớ không? Không, chú học luôn hả? Cái này của lớp mấy vậy? 1 12 12. Và tại sao con giải thích là có 12 cái chìa khóa? Tá đáng đại. Đáng đại hả? Và nếu như vậy thì chú rất là muốn lắng nghe câu trả lời đến từ đội khách. Xin mời đội khách. Trả lời có trừ điểm không? Nếu các bạn muốn trả lời câu này không? Không. Nếu đây là câu trả lời sai thì các bạn muốn trả lời không? Không. Bé trả lời đúng rồi. Bé trả lời đúng rồi đúng không? Vậy thì chúc mừng hai đội. Đó là bạn không chính xác. Cô bảo là hỏi là có một tá móc khóa. Móc khóa thì một đống móc khóa có bao nhiêu chìa khóa? Đúng không? Không có chìa khóa. Đó mới là đáp án chính xác. Vì là móc khóa có liên quan đến chìa khóa đâu. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mới trả lời, tiếc quá. Không sao. Và xin được chúc mừng đội chiến thắng chung cuộc của ngày hôm nay, đó chính là đội khách 115 điểm. Và xin được chúc mừng đội nhà, xin được chúc mừng Chiếp Súng và Kitty 75 điểm. Xin mời tụi con sẽ cùng tiến ra sân khấu để nhận quà nào. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta rất là vui vẻ khi đến cùng với lớp học của cô giáo Thiên Nga. Ba bạn học sinh của chúng ta rất là dễ thương, rất là giỏi. Nhưng bạn Sơn Tuyến khi mà đã đồng hành với cô giáo mình đã trở thành học sinh xuất sắc, mang về cho đội mình giá trị giải thưởng 10 triệu đồng. Wow! Chúc mừng bạn Sơn Tuyến và cô Thiên Nga. Còn hai bạn còn lại cũng rất là giỏi, nhưng mà về nhì chúng mày hôm nay, chúc mừng tụi con 6 triệu đồng. Và xin thưa quý vị, đến bây giờ thì các bạn phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình của chúng ta, đó là lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye. Đây là phiên bản cái hồi nhỏ của đúng rồi ta. Nhỏ chị cũng cưng y chang vậy, cho mình bây giờ tên ông chị xã tao mình chụp phòng phải chờ mình tên ông nhỏ mình cưng lắm nha. Kính thưa quý vị, với một cái khuôn mặt như thế này, với một cái body như thế này thì chúng ta có thể thấy được rằng rất là chuẩn và phù hợp để chơi cái trò này. Và cái thời gian bắt đầu chuyển thật nhanh. Đúng rồi, nghiêng qua khéo léo làm sao để nhét cái bút chì vô cái lọ rớt ra ngoài không có điểm. Wow.
gói B là dễ hơn á. Gói B dễ hơn đúng không, nên chú chọn gói A. Vậy tại là chú nhiều dễ cho con á. Không con, nhưng mà gói B nó dễ hơn. Thì con chọn gói B đi. Thôi thôi. Sao kỳ vậy? Không, con nên chọn gói B. Cha con về nhà đóng cửa bảo nhau vậy đó.